Hello, xin chào tất cả các con ạ. Em test tiếp con Kawai. Kawai tên cô nha, con này của Nhật nha, sau phòng. Con này dài chỉ có 1m75 thôi. 1m7 đến 1m75. Trong tầm 650, độ 52. Băng 400, quay dao 21, băng cầm 190, 3 châu lực nha. Điện 3 phao 200. Ba chỗ đặc đẹp này thì mâm này nó có cái tay này nó lon xiếc nhất miếng nha, nhất 2 miếng nha, nó cứ bẻ bẻ cái ghế nha, nó mỏng quá. Còn lại mâm thì tuyệt vời, đánh ghê. Con này anh em nào mà không lấy cái mâm ba chỗ lực này, mình lấy lại mâm riêng, mâm của nó theo máy nè, 89 luôn nha, ba chỗ nghịch thôi nha, bớt lại 3 triệu nha. Băng đẹp này, băng cũng lớn nha, mẹ còn đẹp nguyên cây này, thắng cơ thôi nha, thắng chế cơ thôi như nào. Đây, quay cái này thì tiền ren nó chỉ có mấy bước này là nó không thay nè, mấy bước răng nhỏ này là không thay nha, là coi như anh em mà chạy mấy bước này là khỏi thay nha, còn chạy thêm mấy bước lớn khác tí nữa là có cái thay thêm hai trái, trái chị hai trái nên này có thêm hai trái nè, sự cua nè. Anh em làm ít ren thì cũng gọi là không thích nhông nha, này là hệ im rồi. Okay. Cái này cặp đồ nó 6 số nha, hai số này là hai cái này là không xài nha. Đang 355 đồng. Cái này quay là phải để cái này ở giữa nha. Tại vì giữa này nó mới giật răng mà. Giật răng trước cho anh em xem luôn nè. Đây là giật răng nha. Tốc độ 60 nha. Qua lại nha. 57 nha. 60 nè. Nó còn đam hồn tô anh em dễ quay. 190 nè. Nha. 660. Cái số này thì quá em luôn. Xíu 112
cho thôi, chắc xong anh em đạp thôi. Rồi, nó ngon lắm. Nha, tiền ra hết nha, lỗ lớn nha. Lỗ tới 63 á. Ra nó không thích nhông luôn. Con này luôn. Thôi anh em có nhu cầu có giá luôn.